Kính thưa cộng đoàn, trong những thời khắc cuối năm, đoạn lời Chúa vừa nhắc nhở cho mỗi người chúng ta: Thiên Chúa là ông chủ, Ngài làm chủ thời gian và không gian, vận hành thời gian thuộc quyền của Ngài. Ngài đã ban cho chúng ta một chuỗi thời gian trong một năm qua, bốn mùa xoay vần lẫn nhau, tiếp nối nhau. Mỗi người đã sử dụng như thế nào với những nén bạc được Thiên Chúa ký gửi cho thích hợp với hoàn cảnh rất riêng biệt của mỗi người. Giờ đây là lúc thích hợp để mỗi người nhìn lại hành trình mình đã sống, đã kinh qua, đồng thời kiểm thảo xem mình đã đón nhận và sử dụng những nén bạc ấy ra sao, đã xin lời hay chu buồn, thậm chí còn làm thất thoát nữa là khác. Nén bạc đó có thể là thời gian. Trong suốt một năm qua, mỗi người đã sử dụng dùng thời gian như thế nào, đã làm những việc gì, đã cần dùng để làm việc tốt hay lãng phí vào những việc vô bổ, gây hại cho bản thân, cho gia đình, cho giáo hội và xã hội. Trong tương quan với Thiên Chúa, trong việc thư chuyện với Thiên Chúa, một ngày sống tôi dành cho Chúa được bao nhiêu phút? Một tuần sống tôi dành cho Chúa được bao nhiêu giờ? Một tháng được bao nhiêu buổi? Một năm được bao nhiêu ngày? Nén bạc đó có thể là sức khỏe vốn quý Thiên Chúa ban cho mỗi người. Mỗi người đã quý chuộng quà tặng ấy ra sao? Mỗi người đã dùng nó để làm được bao nhiêu việc lành, việc thiện, việc nghĩa, hay lại phung phí vào những việc vô nhân, vô luân, vô nghĩa mà thôi? Nén bạc đó có thể là khả năng mỗi người có một ý thức được nó là quà tặng Chúa ban, nhưng không để rồi tạ ơn, lại huynh hoang tự đắc như thể từ mình có được. Mỗi người đã phát huy những khả năng đó ra sao để phục vụ và làm sáng danh Thiên Chúa, mưu ích cho tha nhân? Mỗi người có trau dồi và rèn luyện thêm không, hay lại biến nhát để cho khả năng của mình trở nên cuồng mòn, đuôi chột, chôn vùi? Nén bạc đó có thể là những ân huệ thiêng liêng. Qua các bí tích, mỗi người được lãnh nhận các ân huệ thiêng liêng từ Thiên Chúa. Mỗi người đón nhận và xin hoa trái từ các ân huệ ấy ra sao? Nén bạc đó có thể là ơn gọi. Mỗi người đều được Thiên Chúa mời gọi sống trong một cộng đoàn gia đình, cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn giáo phận, cộng đoàn đoàn thể, cộng đoàn dòng tu. Mỗi người đã sống tư cách thành viên trong cộng đoàn đó ra sao? Mỗi người có sẵn sàng đón nhận các thành viên mà Chúa gửi đến trong các cộng đoàn của mình như một quà tặng hay